nóc. Cá nóc là một loài cá phổ biến ở vùng biển Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines và Mexico. Loài cá này có đặc điểm là sẽ phồng to cơ thể khi cảm thấy nguy hiểm gần kề. Đây là loài động vật có xương sống độc thứ hai trên thế giới, chỉ sau loài ếch phi tiêu vàng. Trong cơ thể cá nóc có chứa một túi độc, nếu chế biến không đúng cách, độc tố sẽ lan ra toàn bộ cơ quan nội tạng của cá nóc, gây chết người nếu ăn phải. Ở Nhật Bản, thậm chí các đầu bếp phải thi lấy bằng chế biến cá nóc mới được đưa nó vào thực đơn của nhà hàng. Ếch phi tiêu độc, loài ếch này được gọi dựa trên việc thổ dân thường lấy độc của chúng để tẩm vào phi tiêu và dùng làm vũ khí. Ếch phi tiêu độc có nhiều màu sắc sặc sỡ, sinh sống chủ yếu ở vùng Trung, Nam Phi và Hawaii. Chất độc của loài ếch này là một trong những loại độc mạnh nhất có thể ngăn chặn hoạt động của tế bào thần kinh tới các cơ, gây tê liệt và tử vong. Trong số các loài ếch phi tiêu thì ếch phi tiêu vàng là loài độc nhất. Độc của chúng có thể lấy đi sinh mạng của 20 người đàn ông khỏe mạnh hoặc hai con voi được châu Phi. Cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ hay còn gọi là cá mau ếch, có vẻ ngoài xù xì, xấu xí và ngụy trang rất tốt dưới đáy đại dương. Độc tố của loài cá này tập trung ở 13 tia vây lưng, có thể tồn tại nhiều ngày sau khi cá chết. Nếu không cẩn thận bị tia vây lưng của cá mặt quỷ đâm vào thịt, nọc độc sẽ tấn công làm tê liệt các cơ, hệ thần kinh và cơ trơn của tim ở người. Tuy nhiên, loài cá này được chế biến rất nhiều ở Việt Nam, thành món ăn ngon, ngọt giúp tuần hoàn máu tốt và tránh các bệnh về tim mạch. Rắn tai bang, nói về loài rắn độc nhất thế giới thì phải kể đến rắn tai bang. Loài rắn này sống ở Australia, có chiều dài từ 1,8 đến 2,5 mét và có màu nâu hoặc xanh đậm. Nọc độc rắn tai bang cực kỳ đáng sợ, gấp 10 lần rắn chu mô da ve và gấp 50 lần rắn hổ mang thường. Chỉ với 110mg độc của chúng có thể giết chết khoảng 100 người đàn ông trưởng thành, tương đương 200.000 con chuột sau 45 phút nếu không được cấp cứu kịp thời. Hổ mang chúa, thêm một loài rắn đáng sợ nữa đó chính là hổ mang chúa, hay còn gọi là hổ mây. Đây là loài rắn hổ mang to nhất với chiều dài lên tới 5,7 mét, trọng lượng cũng lớn nhất trong các loài rắn độc. Nọc độc của rắn hổ mang chúa cực kỳ kinh khủng, chỉ với 7ml có thể giết chết một con voi hoặc 20 người trưởng thành. Do đó, loài rắn này gần như không có thiên địch trong tự nhiên vì kích thước to, nhưng lại mang trong mình độc tố đáng sợ. Bọ cạp Stalker. Khác với những con bọ cạp thông thường màu đen, bọ cạp Stalker có màu vàng nhạt và nhỏ hơn. Tuy vậy, đây lại là một trong những loài động vật sở hữu nọc độc kinh dị nhất thế giới. Bọ cạp Stalker thường được tìm thấy trong sa mạc hoặc những bụi cây dại từ Bắc Phi qua Trung Đông. Một cú chích của bọ cạp Stalker không đủ giết chết một người trưởng thành, nhưng với trẻ em hoặc người già thì có khả năng, và nó sẽ gây ra những cơn đau dữ dội cùng tình trạng suy hô hấp.
Nhện lang thang Brazil. Nếu nghĩ nhện quá phụ là loài nhện độc nhất thế giới thì bạn đã nhầm. Chính loài nhện lang thang Brazil mới xứng đáng nhận chức vô địch cho danh hiệu này. Nọc độc của nhện lang thang Brazil cực kỳ mạnh. Chỉ một cú cắn của chúng sẽ ngay lập tức suy hô hấp, tê liệt, ngạt thở và chết. Nếu có cơ may sống sót thì khả năng rơi vào tình trạng bất lực ở nam giới cũng rất cao. Do thường có ở trên các lá chuối nên loài nhện này thường được gọi là nhện chuối. Với màu sắc đơn giản, kích thước khá giống với loài nhện nhà nên người ta thường nhầm lẫn dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhện lang thang Brazil thường săn mồi về đêm. Chúng không giăng tơ mà tiếp cận con mồi bằng tốc độ nhanh và kết liễu bằng nọc độc đáng sợ của mình. Bạch tuộc vòng xanh. Bạn có biết rằng chính phủ đã phải tạo ra những biển báo nguy hiểm riêng cho những vùng biển có bạch tuộc vòng xanh không? Đây là một loài bạch tuộc với tóc tu ngắn tủn, kích thước bé và những vòng xanh biển sặc sỡ trên cơ thể. Tuy vậy, chính những vòng xanh này sở hữu loại nọc độc vô phương cứu chữa. Nọc độc này mạnh gấp 50 lần rắn hổ mang và có thể tiễn đưa 26 người về chầu trời cùng một lúc chỉ trong vòng 2 phút. Loài bạch tuộc này có thể tìm thấy ở các rặng san hô tại vùng biển Thái Bình Dương, từ lãnh hải Nhật Bản đến Australia. Ốc nón. Loài ốc nón thoạt nhìn không có gì khác biệt so với những loài ốc biển bình thường, nhưng nó lại sở hữu một trong những loại độc khủng khiếp nhất hành tinh. Một giọt nước dãi của ốc nón có thể giết chết ít nhất 200 người trưởng thành. Nó sẽ gây ra những biểu hiện như run rẩy toàn thân, mắt mờ đi, tê liệt chân tay, ngừng thở chỉ sau vài giờ đồng hồ. Loài này sinh sống chủ yếu ở Ấn Độ Dương và các vùng biển Thái Lan. So với những loài ốc biển bình thường, nhưng nó lại sở hữu một trong những loài độc khủng khiếp nhất hành tinh. Một giọt nước dãi của ốc nón có thể giết chết ít nhất 200 người trưởng thành. Nó sẽ gây ra những biểu hiện như run rẩy toàn thân, mắt mờ đi, tê liệt chân tay, ngừng thở chỉ sau vài giờ đồng hồ. Loài này sinh sống chủ yếu ở Ấn Độ Dương và các vùng biển Thái Lan. Sứa hộp. Chi sứa hộp đều có những độc tố kinh khủng, nhưng loại sứa hộp lớp Kubo do là ông hoàng của độc tố, là loài sinh vật độc nhất hành tinh. Loài sứa này là động vật không xương sống đến từ những vùng biển quanh khu vực châu Á và Australia. Chúng sở hữu kích thước cực kỳ bé mà mắt thường khó thấy được nên rất hay xảy ra những tai nạn thương tâm vì dính độc sứa hộp. Sứa hộp lớp Kubo do có tới 60 xúc tu, mỗi cái có 5.000 tế bào ngòi châm chứa độc tố đủ giết chết 60 người. Vị chi chỉ cần quệt vào một con sứa hộp thôi là bạn đã có thể đi du lịch suối vàng rồi.